Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với một siêu, không phải siêu phẩm nhá, mà đây gọi là siêu X2 phẩm các bạn nhé. Ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm cho toàn thể tất cả bạn một trận đấu Butterfly mùa 15 này. Thì liệu các bạn có biết được rằng Butterfly có được chơi game trong trận đấu trong mùa giải này không? Thì các bạn hãy lắng nghe những cái phân tích của mình trong mùa giải này. Thường thì chúng ta đều bị quên bèn đi Butterfly khi các bạn cầm Butterfly, thường bị fit hoặc bị team địch nó đe, thường nó rất là khó chơi hoặc combat chả biết vào như nào cả. Thì ngày nay có bác sĩ Cương Mr. Lao đấy, thì mình sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho toàn thể tất cả bạn. Và các bạn chỉ cần nắm cho mình những cái yếu tố cơ bản của Butterfly thì đó sẽ là cái mấu chốt trọng yếu để tất cả bạn chơi trong phiên bản mùa 15 này. Điều đầu tiên, Buildo của Butterfly thì không xa là bằng ngọc, đó chính là 100 xuyên giáp, 45 công vật lý và 10.5 tốc độ chạy các bạn nhé. Buildo của nó thì hoàn toàn là full đam với đao tri hồn, thương xuyên phá, phức cực kiếm và đánh phan nia các bạn nhé. Thì cách thức của nó các bạn hãy nắm bắt cho mình như thế này. Từ từ, bình tĩnh các bạn, thật hết sức bình tĩnh cho mình nào. Các bạn bình tĩnh cho mình nào. Đây rồi, các bạn đã thấy cái combo gì chưa nào? Butterfly từ khi được chỉnh sửa thì chiêu 1 của nó sẽ được tăng tốc độ chạy các bạn nhé. Cho nên khi tất cả các bạn muốn gì, bất kể đối phương nào, thì chúng ta phải sử dụng chiêu 1 đầu tiên. Bởi vì các bạn nên nhớ, chiêu 1 Butterfly nó không gây sát thương nhiều. Nó sát thương chủ yếu đến từ chiêu 3 và chiêu 2 của nó, và sẽ là đòn đánh thương 3 cái liên tiếp, thì đấy mới là sát thương chính của nó các bạn nhé. Cho nên các bạn đừng có lầm tưởng nếu các bạn mà dồn được chiêu 1 vào người nó thì càng tốt. Còn không, các bạn hãy dùng chiêu 1 trước để các bạn có thể là dùng để chạy đấy các bạn ấy. Đấy các bạn, để có thể là rệt đối phương là tốt hơn. Đấy, nếu các bạn mà kiểu đôi khi dùng hết chiêu 1 mà để team địch nó chạy được thì mình không có cái chiêu thức nào để rệt nó nữa. Cho nên đó là cái các bạn cân nhắc về combo. Thì mình đã nói sơ quá một chút. Còn quan trọng nhất của Butterfly đó chính là tính toán sát thương và bay vào thằng nào chưa hợp lý. Đấy, các bạn hãy nắm yếu tố đâu, ba cái yếu tố quan trọng nhất của mình này. Thứ nhất, yếu tố thứ nhất đó là sẽ bay vào thằng máu thấp nhất tím nó. Máu thấp nhất là gì? Mình sẽ giải thích luôn. Thấp nhất là các bạn sẽ áng được một combo của các bạn nhảy vào nó sẽ chết, thì đó là máu thấp nhất. Tiếp theo, cái thứ hai đó chính là sẽ bay vào đây, cái thằng này máu thấp nhất các bạn thấy chưa? Đây là máu thấp nhất nhé, đây là máu thấp nhất này, đây một combo sẽ giết một người, thì đấy chính là máu thấp nhất các bạn nhé. Đấy, không bất kể tánh hay không bất kể xạ thủ, chỉ cần máu thấp nhất là chúng ta bay vào. Lý do vì sao ạ? Đấy, lý do vì khi con Butterfly nó giết chết một người thì nó sẽ được hồi toàn bộ chiến tích của nó, nên chúng ta sẽ làm như thế nào được hỗ trợ và giết nhanh nhất để chúng ta hồi combo. Đấy, cái thứ hai đó là chúng ta sẽ bay vào mục tiêu quan trọng nhưng cũng phải giết chết được nó. Chẳng hạn đó sẽ là ưu tiên vào xạ thủ chủ lực và pháp sư chủ lực. Khi nào thì mình áp dụng cái thứ hai? Khi chúng ta đủ đô để có thể giết được nó trong một combo các bạn nhé. Chứ chúng ta thực sự như bạn, anh ơi em cũng học theo anh, em cũng bay vào xạ thủ nó mà bay vào bốc hơi nè. Thì các bạn đã đạt được những cái điều kiện, những cái yếu tố để có đô để giết được nó chưa? Mà các bạn đấy, chứ nhiều bản nó thật các bạn ấy, nhiều bản như đây 4.000 vàng mà bay bằng vào thằng xạ thủ 10.000 vàng nhủ gì cả chết. Bắt buộc các bạn phải đủ đô phân tích để giết được xạ thủ như thế nào là đủ đô ạ. Đơn giản thôi, thì các bạn trải qua một cái quá trình các bạn chơi nhá. Chẳng hạn mình sẽ phân tích luôn, khi nào thì đủ đô để giết thằng Preta, thằng Quy Lén hoặc thằng ấy, thì mình phải có cái đao tri hồn ấy, rồi có thêm cái thương xuyên phá, thì hai bureau của mình sẽ combo kết liễu được ba thằng màu giấy tím đấy. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, chẳng hạn như này cũng chưa giết được đấy, đâu game mình chỗ đô thì chưa giết được đúng không? Thì cái mục tiêu thứ hai của mình là bay vào 100% máu những thằng xạ thủ màu giấy thì chưa bay được. Đấy, còn cái thứ ba các bạn nắm bắt của mình này. Khi các bạn đạt điều kiện thứ 1 với thứ 2 thì điều kiện thứ 3 chúng ta sẽ giết những thằng chẳng hạn tánh cơ phun máu. Nhưng mà nó chỉ có một mình. Nó chỉ một mình, nó không chạy được. Và các bạn giết nó trong vòng tầm 10 giây và không có ai can thiệp thì chúng ta sẽ chơi nó nhá. Và cái quan trọng cuối cùng nhất đó chính là chỉ nên nhảy vào khi biết mình giết được người và không chết. Ok chưa? Cái này tuy đơn giản nhưng nó rất là khó, bởi vì cái này là cái quan trọng nhất của Butterfly. Giống như mình hay từng nói các bạn ấy, ông cha ta đã có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đấy, thì chúng ta phải biết được mình bay vào thằng đó mình có giết được nó hay không. Mà giết nó xong chúng ta sẽ chạy được không? Thì làm sao để giết được nó, mà làm sao để chắc chắn giết nó? Thì chúng ta phải biết được rằng chúng ta bay vào nó, ta có bị tím nó khống chế không?
có bị tím địch từ zone sắp thứ mình chết ngay không thì chúng ta mới phải phân tích. Chẳng hạn mình sẽ nói tí nào có mấy choáng, bên đây tao choáng, ghi đu choáng, thì mình sẽ né đang ghi đu của chiêu ba đấy. Nó sẽ phân tích nhiều cái. Còn bây giờ mình sẽ áp dụng bồn cái cho các bạn xem này. Đầu tiên thằng máu thấp nhất, thằng cá phiên đi mình thấy đó này. Hoặc là Predator. Đây, từ từ Predator, đây Predator rồi, quy lên. Thằng máu thấp nhất này, xà thủ này, thấp nhất này. Đây, rồi, ok. Bây giờ đến cái thằng, đây là đến cái thằng gọi là con một mình, nó không thể làm gì nữa thì chúng ta sẽ bay vào giết. Đấy, thế bạn có thể thấy cách lao vào của mình như vậy. Đằng lý ra mình sẽ bay vào trong cà phê ní, nhưng cái phá đẩy nhá thằng cặp. Ô, mega cứu này, mega cứu các bạn, mega đây, mega cứu. Rồi, mega cứu, một phá này, ơ, không được mega cứu kia. Từ từ chúng ta hoàn lại cái mega cứu này và mình sẽ phân tích cho các bạn biết được cái phá đẩy nhá. Nếu mà các bạn, cái phá này nó, đấy các bạn này nghe này, cái phá này trong cà phê ní thấp màu đúng không? Nhưng nếu chúng ta vào trong cà phê ní phá đẩy là sai. Mình sẽ phân tích các bạn biết lý do bêu sai ạ. Bởi vì khi các bạn bay vào cà phê ní thì con đang ghi đu ở đấy. Và còn hai cái thằng màu giấy là thằng Quillen và thằng Predator. Đấy, cái phá đẩy chuẩn chỉ nhất là chúng ta sẽ giết thằng Predator, thằng gần nhất các bạn nhé. Mình quên một cái điều đó chính là bay vào thằng gần nhất và giết được thì chúng ta sẽ có cái lợi thế. À, hay quá, rất nhiều. Đấy, cứ không nhất thiết, nói chung ưu tiên sẽ là ưu tiên nó thấp màu nhất. Và mình thêm một cái điều khoản nhé. Một điều khoản trong hợp đồng của chúng ta đó chính là thằng gần nhất tiếp cận gần nhất nhé, thấp máu nhất và tiếp cận được gần nhất. Ok chưa? Ok. Sao lại đủ đám xếp mình cái pha này bấy? Đấy, đây là cái pha tính toán sai của mình các bạn nhá. Rồi, và mình chốt thả lại cho các bạn một chút là cái mục tiêu đầu tiên này, thằng thấp máu nhất và tiếp cận được gần nhất các bạn nhá. Rồi sẽ đến thằng xạ thủ pháp sư chủ lực và thằng rừng chủ lực tiếp nó. Là cái ưu tiên thứ hai. Ưu tiên thứ ba sẽ là cái thằng mà giống như là chúng ta giết hết tất cả mọi người rồi, chỉ còn một thằng tanker thì nó sẽ giết nó. Hoặc thằng tanker đi lẻ tím nó hồi đông nó thì nó sẽ lao vào nó. Còn không, các bạn không được vào. Các bạn mà làm tật cái nguyên tắc của mình á, các bạn đừng bao giờ chơi bất cứ phân lái phiên bản mua này luôn. Và cái quan trọng nhất là biết địch biết tá, trăm cần trăm thua ấy. Các bạn phải biết được, các bạn bay vào, các bạn có giết được người không? Không giết được, đứng ra nhá. Đấy, các bạn phải nhớ rồi cho mình bốn cái tiêu chí, những bốn cái đấy thì mình nói thật các bạn để họ ơi cái anh này chơi của gì vậy chứ, các bạn thấy chưa? Khi cái lượng đô của mình vào rồi thì chúng ta có thể áp dụng được cách một hoặc cách hai. Một, chúng ta có thể giết thằng thấp máu nhất, hoặc chúng ta có thể bay được vào những cái thằng Predator một combo, Caprini một combo, hoặc là thằng ấy. Thì cho nên là cái phá này khi đủ đô ấy thì chúng ta sẽ áp dụng cái hình thức một và hình thức hai luôn. Là đấy, có thể bay vào thấp máu nhất, hoặc có thể là bay vào cái thằng Quillen hoặc Predator hoặc Caprini. Nhưng quan trọng nhất là sẽ bay vào cái thằng nào mình tiếp cận được nhanh nhất thì chúng ta sẽ bay vào các bạn nhé. Đấy là cái quan trọng. Chỉ cần các bạn nắm bắt được cho mình những cái điểm này của Book Tô Vân Lái thì các bạn sẽ cực kỳ bá đạo. Và đừng quên, những cái kinh nghiệm này là các bạn hãy tặng cho mình một like các bạn nhé. Đấy, đây là thực sự mình chia sẻ tất cả các bạn bằng cái tâm, bằng tình yêu của mình, bằng tất cả cái sự phục vụ của mình dành cho toàn thể tất cả các bạn. Mình dành hết cho tất cả các bạn bằng một cái sự phục tùng, không cần phải một cái gì cả. Đấy, cho nên các bạn nào yêu thương mình mà cảm thấy mình phục vụ hoặc phục tùng tất cả các bạn thật tốt, chú đáo, thì các bạn hãy tặng mình một like nhá, để mình có động lực. Còn cái combo của bộ tương lai mình không quan trọng đâu, bởi vì thường thì mình có trước của hướng dẫn các bạn là phải combo chưa một xong kích hoạt chưa ba luôn, thì cái đó cũng được. Đó, cái phá này mình ba này, quy lên đầu tiên này, quan trọng nhất là tiếp cận đầu tiên nha. Đây, thằng cà phê rồi, ok, cà phê mình này, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cách mình tiếp cận vào mục tiêu chưa? Đấy, khi các bạn hiểu cho mình bốn nguyên tắc đấy thì các bạn chơi sẽ rất là tốt. Đấy, thực sự là vừa rồi thì có một mega kill và một quả đã kill rồi, thì hy vọng mình sẽ chuyển tới một mega kill tiếp. Và mình xin chúc có thể tất cả các bạn đừng quên rằng hãy comment những cái vị tướng mà các bạn chơi yếu ở phiên bản mua 15 này. Đấy, thì mình sẽ giúp các bạn chơi thật tốt hơn. Đấy, cho nên là các bạn đừng ngần ngại comment. Đấy, các bạn comment thì các bạn sẽ có được những clip này. Đấy, đây là những mình nhớ không nhầm, hình như bản này là bản Trường Lê hay là bản Gigi có comment và được rất là nhiều like. Đấy, cho nên mình đọc được comment, mình thấu hiểu được những cái sự đấy, cho mình phục tùng các bạn hoàn toàn 100%. Để đấy, ôi thiểu đáng, từ cái pha này mình mang các bạn, mình sẽ mang các bạn xem này, bốn kỹ năng nhá. Thằng gần nhất mà giết được thằng Capini này, Panetta này. Rồi, ok, lui lại một chút, hai thằng tanker không vào, lui một chút, rồi, bình tĩnh,
Rồi bay ra luôn, chơi luôn. Rồi. Chơi rồi. Đấy. Cho nên là các bạn hãy nắm rõ cho mình những cái điểm đấy để các bạn chơi thật tốt các bạn nhá. Và các bạn biết rồi thì trận này chắc chắn sẽ ghi. Đấy, đây vào luôn thằng Net chơi ba đây này. Rồi quy lên chơi luôn. Và mình nghỉ clip để nó kết thúc rồi. Và xin chúc toàn thể các bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Và các bạn đừng quên hãy để cho làm một nút like nhá. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu. Bye bye.